Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Thưa quý vị, ngay sau đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 1975 thống nhất đất nước, chúng ta lại bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ tàn quân diệt chủng Pol Pot. Trong đoàn quân tình nguyện ấy, Hưng Yên có hàng nghìn chiến sĩ đã trực tiếp tham gia. Buổi lễ gặp mặt, trao kỷ niệm chương và kết nạp hội viên mới của Hội Hữu nghị Quân Tình nguyện Việt Nam huyện Tiên Lữ vào sáng nay, hơn 70 hội viên là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ tàn quân diệt chủng Pol Pot đã tụ họp về để cùng nhau ôn lại những ngày chiến đấu hào hùng và để tri ân tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh. Dù không tổ chức gặp mặt, nhưng Hội Quân Tình nguyện Chiến đấu tại nước bạn Campuchia ở các địa phương trong tỉnh cũng đã tìm đến với nhau để trò chuyện ôn lại những kỷ niệm thời khói lửa mà họ đã trải qua. Dù không cùng tuổi, không cùng nhập ngũ, không cùng đơn vị, nhưng họ cùng chung chiến hào, chung ý chí chiến đấu bảo vệ bờ cõi và giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Nhiều đường bay nội địa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã gần hết chỗ, tỷ lệ đặt chỗ hiện đã trên 90%. Dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024, tổng số chuyến bay dự kiến đạt sấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24.200 chuyến, chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.600 chuyến. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi các hãng hàng không về kế hoạch khai thác và công tác chuẩn bị phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tuy không phải là mặt hàng thiết yếu, nhưng cứ thời điểm giáp Tết Nguyên đán, sản phẩm tương bần ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào có sức tiêu thụ rất lớn. Thời điểm này, gần 100 lao động của 17 cơ sở sản xuất trong làng nghề tương bần đều đang rất khẩn trương huy động lao động sản xuất phục vụ thị trường Tết các tỉnh miền Bắc. Hiện trung bình mỗi tháng, làng nghề xuất tiêu thụ trên 100.000 lít. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, năm nay các cơ sở đã sử dụng nhiều kích cỡ vỏ chai dung tích từ 0,33 lít đến 2 lít, thị trường tiêu thụ mạnh nhất thông thường vào khoảng trung tuần tháng 12 âm lịch. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7, 2024. Đáng chú ý, dự thảo quy định cụ thể về các trường hợp xác lập, hủy, xác lập lại số định danh cá nhân của người dân. Theo Bộ Công an, khi luật căn cước có hiệu lực, các bước thực hiện sẽ đảm bảo tính nhanh chóng kịp thời, không có trung gian, không gây phiền hà cho người dân. Sau khi luật có hiệu lực, người dân đã được cấp căn cước công dân vẫn còn hiệu lực sử dụng sẽ không phải thực hiện việc bổ sung thông tin mống mắt. Chỉ khi nào người có nhu cầu cấp căn cước mới, cấp đổi, cấp lại phải thu thập theo quy định của luật. Việc thu thập mống mắt theo Bộ Công an để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, 4 tàu cá đang neo tại khu vực Cồn Thông, Đà Nẵng thì bốc cháy. Lực lượng biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải huy động nhiều người, phương tiện dập lửa. Tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2, đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường dập lửa. Đến 3 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được cơ bản khống chế. Thiệt hại ban đầu xác định hai tàu cá DNA 90476TS và DNA 90517TS bị cháy toàn bộ cabin, hư hại lớn. Hai tàu cá còn lại cháy một phần nhưng rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Văn Lâm. Công an huyện Văn Lâm vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện. Hai đối tượng bị bắt là Đỗ Văn Kiểm, sinh năm 1990 và Lê Anh Đức, sinh năm 2002, cùng trú tại thôn Xuân Lôi, xã Đình Dù. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2023,
Tại khu vực đường A5, khu công nghiệp Phố Nối A, hai đối tượng trên đã lái xe mô tô đạp anh LVH là công nhân làm việc trong khu công nghiệp đang trên đường về để cướp xe máy của anh. Anh Hát và bạn đã đuổi theo đến khu vực thôn Đình Dù thì đối tượng ngã ra đường, để lại xe mô tô và chạy thoát. Sau 8 ngày điều tra, công an huyện đã bắt giữ được Kiểm và Đức. Ngoài vụ cướp trên, trong tháng 12 vừa qua, hai đối tượng còn gây ra 4 vụ cướp điện thoại, xe mô tô trên địa bàn huyện Văn Lâm. Hơn một tháng qua, lực lượng Công an Nghệ An, Công an Hà Tĩnh liên tục phát hiện hàng trăm học sinh mua các loại tiền chất trên mạng về chế tạo pháo để bán sử dụng trong dịp Tết. Gần đây nhất, tại một đám cưới trên địa bàn xã Mỹ Lộc, Công an huyện Cam Lộc đã phát hiện một thanh niên 17 tuổi mang 4 quả pháo tự chế ra nổ tại đám cưới. Xác minh điều tra thì số pháo trên do một nam sinh khác là TXT cũng 17 tuổi cùng địa phương chế tạo. Kiểm tra nhà của T, công an thu giữ thêm 197 quả pháo cùng chất tạo thuốc nổ, dây dẫn và các nguyên liệu khác. Nam sinh này cho biết, sau khi xem cách làm pháo trên các trang mạng, T đặt mua nguyên liệu về để tự chế pháo nổ để sử dụng. Chỉ tính từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xử lý 97 vụ với 250 đối tượng vi phạm về pháo, trong đó có 214 thanh thiếu niên mà chủ yếu là học sinh sinh viên. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Hàn Quốc sẽ hoàn thành tăng cường chống động đất cho các cơ sở công cộng quan trọng từ nay đến năm 2035. Đây là nội dung trong kế hoạch toàn diện phòng ngừa thảm họa động đất thứ ba được chính phủ Hàn Quốc mới đưa ra. Theo kế hoạch, chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng tỷ lệ các cơ sở công cộng có tính năng chống động đất từ 76,5% hiện nay lên mức 87% và 100% vào năm 2035. Các cơ sở quốc gia quan trọng như đường bộ, đường sắt và hệ thống điện, cũng như các tòa nhà chính quyền địa phương sẽ được gia cố từ nay đến năm 2025. Các tòa nhà trường học đến năm 2029 và các đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa đến năm 2030. Ngoài ra, những tòa nhà trong diện cần đánh giá khả năng chống động đất sẽ được mở rộng, bao gồm các tòa nhà chung cư từ 5 tầng trở lên, được xây dựng hơn 30 năm trước. Hiện tại, các tòa nhà cao hơn 21 tầng hoặc có tổng diện tích sàn hơn 50.000m2 mới phải đánh giá khả năng chống động đất. Hàn Quốc dự kiến thiết lập 426 trạm địa chấn trên toàn quốc từ nay đến năm 2027 và phát triển việc huấn luyện sơ tán động đất. KBS News, Trong Minh Nguyễn. Thay vì bị vứt ra bãi rác sau Giáng sinh và năm mới, nhiều cây thông Noel lại được đưa tới sở thú Berlin, Đức để làm thức ăn cho động vật. Đây là truyền thống hàng năm tại đây cũng như nhiều sở thú khác trên khắp nước Đức. Mỗi năm một lần, các loài động vật tại sở thú Berlin lại được thưởng thức bữa tiệc đặc biệt, bữa tiệc của những cây thông Giáng sinh. Đây là một trong những sự kiện thuộc chương trình tái chế cộng đồng của thành phố. Những cây thông không bán được trong mùa Giáng sinh sẽ được quyên góp cho các sở thú. Chúng sẽ được gắn thêm nhiều loại trái cây hay thịt để thu hút các con vật. Rất đông khách tham quan cũng đã đến sở thú vào ngày này để cùng quan sát bữa tiệc hậu Giáng sinh đặc biệt tại đây. Chiếc máy bay trực thăng điện do Trung Quốc chế tạo đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại sân bay Hồ Thiên Đảo ở tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này. Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, máy bay AG-60E do Trung Quốc chế tạo là phiên bản cải tiến để chạy bằng điện của máy bay AG-60, loại máy bay thể thao có một động cơ, hai ghế ngồi sát nhau và hoàn toàn bằng kim loại. Theo nhà sản xuất, máy bay AG-60E có chiều dài 6,9m, sải cánh 8,6m và tốc độ bay tối đa là 185 km/h. Chiếc máy bay đạt tốc độ trung bình tối đa ở độ cao 600m và được thiết kế như một phiên bản cao hơn của mẫu máy bay tiền nhiệm AG-218 chạy bằng xăng. Mới đây, các nhà nghiên cứu về sinh vật cổ đại đã phát hiện ra các hóa thạch về một loài khủng long mới, vốn tuyệt chủng cách đây 90 triệu năm ở Argentina. Theo cơ quan nghiên cứu khoa học CONICET của chính phủ Argentina, những hóa thạch còn lại này là của 4 cá thể khủng long, thuộc loài khủng long cổ dài, miệng hình mỏ vịt, Redbachisauridae. Các hình thái xương đuôi, các cá thể khủng long này được đặt tên là Shider, Sora, Mire, xuất phát từ nguồn gốc Latin mang nghĩa là ngôi sao. Các nhà cổ sinh học cho biết việc khai quật đã bắt đầu được thực hiện từ năm 2012 tại tỉnh New Queen, nơi họ phát hiện những phiến đá có niên đại từ kỷ Creta muộn, khoảng 93-96 triệu năm trước. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.